Xin chào tất cả các bạn. Sau khi mà chúng ta đã cài đặt và thiết lập được cái công cụ, cái plugin Yourself rồi, thì hôm nay trong video này Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và ứng dụng cái công cụ Yourself khi mà chúng ta viết bài trực tiếp trên website. Thì cái ứng dụng cơ bản nhất của cái Yourself này chính là phục vụ cho cái mục đích viết một cái bài mới làm sao cho chuẩn SEO và tối ưu cái bài viết đó. Thì chúng ta vào mục bài viết này, chọn viết bài mới. Đây chính là cái giao diện mà khi chúng ta viết bài, các bạn có thấy rất là giống Word đúng không ạ? Thì trong video trước thì Tuấn đã hướng dẫn các bạn cài hai cái plugin để hỗ trợ trong quá trình viết bài, đó chính là cái Classic WordPress và Advanced Editor Tool. Phần phía trên là phần để chúng ta viết bài, còn kéo xuống phía dưới một chút thì đây chính là cái giao diện hiển thị của Yourself. Cái phần Yourself này, Premium này, nó sẽ hiển thị ngay phía dưới phần nội dung viết bài. Đầu tiên là với cụm từ khóa chính thì mình sẽ xác định cái từ khóa cho bài viết ngay từ đầu. Các bạn có thể tự viết nhé, hoặc là các bạn thuê người viết bài dựa trên một cái từ khóa mà mình muốn họ viết. Ví dụ như ở đây thì Tuấn sẽ viết một bài dựa trên từ khóa chính là viết bài chuẩn SEO. Được chưa ạ? Trên này thì chúng ta sẽ thêm tiêu đề và nhập nội dung ở đây. Đây, các bạn sẽ viết tiêu đề ở đây. Và giờ lại các bạn sẽ nhập nội dung ở đây. Giả sử là Tuấn đã vừa viết xong nội dung này, tiêu đề và nhập từ khóa chính của bài viết rồi, thì bây giờ thì chúng ta sẽ kéo xuống phía dưới xem công cụ Yourself. Chúng ta sẽ lựa chọn vào mục là Premium SEO Analyst. Đây là một cái công cụ để phân tích xem bài viết của chúng ta đã đáp ứng được những tiêu chí chuẩn SEO hay chưa. Các bạn nhìn này, các bài viết chuẩn SEO ấy thì sẽ được đánh giá như sau. Những cái tiêu chí đã đạt được thì sẽ ở cái hạng mục màu xanh này. Ví dụ như là độ rộng của tiêu đề SEO rất tốt. Độ rộng của tiêu đề ấy là cái lượng ký tự trên tiêu đề của một bài viết. Ví dụ như là ở đây, Tuấn sẽ thể hiện một cái tiêu đề quá dài như thế nào, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy không ạ? Đây, nó sẽ đánh giá luôn là màu đỏ này. Độ rộng tiêu đề SEO này, độ rộng tiêu đề SEO vượt quá giới hạn, có thể nhìn thấy được. Đây, đây chính là phần hiển thị của tiêu đề. Các bạn có thể thấy không ạ? Đây chính là cái ví dụ cho tiêu đề quá dài, và nó không thể thể hiện được hết cái tiêu đề nội dung mà chúng ta cần. Các bạn thấy ạ, tiêu đề bị đánh dấu đỏ đây, cái đường đỏ đây, và nó sẽ cảnh báo đỏ ở đây. Và cái công cụ Yourself này nó đã gợi ý cho chúng ta là hãy rút gọn hơn. Vậy thì số lượng ký tự của một tiêu đề là bao nhiêu để đạt tiêu chuẩn? Thì nó rơi vào tầm khoảng 60 ký tự. Các bạn sẽ phải cố gắng viết làm sao đủ các ký tự mà vẫn phải giữ được ý và chứa được các từ khóa cần thiết trên tiêu đề để làm sao nó tối ưu nhất. Đây, mình sẽ xóa bớt đi. Các bạn thấy không ạ? Màu xanh là được, đúng không ạ? Mà khi mà các bạn viết thêm chẳng hạn, khi các bạn viết thêm tiêu đề thì nó sẽ cảnh báo luôn ở đây. Các bạn cứ viết cái tiêu đề và để ý cái hướng dẫn của Yourself ở đây, và các bạn để ý hiển thị của nó trên cả di động và cả kết quả máy tính nữa. Các bạn kích vào đây, kết quả máy tính, đây chính là cái hiển thị của tiêu đề trên máy tính, và đây là kết quả hiển thị trên di động. Đây, khi mà chúng ta điều chỉnh lại được độ dài của tiêu đề thì nó sẽ báo xanh. Độ dài của tiêu đề rất tốt. Trong cái series video hướng dẫn về SEO cơ bản của mình thì Tuấn sẽ chia sẻ tới các bạn cách viết và các tiêu chí của một cái bài viết chuẩn SEO. Nhưng mà với cái công cụ Yourself này thì thực sự nó đã cho mình những cái checklist làm sao để tối ưu bài viết chuẩn SEO rồi. Các bạn có thể đánh giá được ngay bài viết của mình đang mắc những lỗi ở đâu và mình sửa, mình tối ưu nó. Bản thân cái công cụ Yourself này cũng cho chúng ta những cái gợi ý để làm sao sửa được, làm sao tối ưu được cái bài viết của chúng ta chuẩn SEO hơn. Với một vài cái hạng mục khác, ví dụ như là không có đường dẫn ra ngoài trang, hãy thêm một số đường dẫn, thì Tuấn giải thích một chút. Khi các bạn viết bài, các bạn dẫn một cái đường link ra một nền tảng khác hay một website khác thì thuật ngữ gọi là external link. Thông thường với hạng mục này thì nó sẽ yêu cầu với một bài viết thì sẽ có một hoặc là một số đường link dẫn ra ngoài. Những đường link này dẫn ra ngoài nhằm mục đích là tối ưu SEO.
và bạn lên dẫn cái đường link sang những website uy tín. Bạn có thể dẫn sang là kênh YouTube này, hay là fanpage này, hay là những cái website có lượng truy cập lớn, uy tín, như là những cái website về báo chính thống. Nó cũng tương tự như là kiểu khi bạn viết blog hay là những cái bài báo tin tức, thì bạn cần trích dẫn nguồn nội dung từ đâu, cơ sở nào. Thì những con bọ của Google ấy, nó sẽ truy cập những trang web qua đường liên kết đó và nó sẽ chấm điểm SEO cho bạn. Nếu bạn dẫn đến những cái trang uy tín thì điểm SEO của bạn sẽ tốt hơn. Nôm na là như vậy. Thì trong cái series video về SEO on page, về viết bài chuẩn SEO, thì Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn. Tiếp theo, hình ảnh này. Thì cái công cụ tìm kiếm nó cho rằng hình ảnh sẽ làm cho một bài viết đặc sắc hơn, hay hơn. Nên nó sẽ đòi hỏi một bài viết sẽ có hình ảnh để mô tả bài viết sinh động. Chính vì vậy mà nó đòi hỏi một bài viết nên có hình ảnh để mô tả bài viết thêm sinh động hơn. Nó sẽ làm tăng được trải nghiệm của người dùng nhiều hơn. Thứ ba là các bạn thấy là về đường dẫn nội bộ, đúng không ạ? Về đường dẫn nội bộ thì tên của nó là internal link. Những cái đường dẫn, những cái URL sang nội dung khác liên quan trên website của bạn, nó sẽ dẫn từ trang này của bạn sang một trang khác chính trên website của bạn. Nó sẽ giúp cho con bọ của Google hiểu rằng cái nội dung mà bạn đang viết nó sẽ có liên quan tới một cái nội dung nào khác trên website của bạn hay không. Khi thiếu cái đường link nội bộ thì JotSeo cũng sẽ đánh giá và đề xuất cho các bạn tại đây. Ví dụ ấy, khi bạn viết bài xong thì có nội dung nào, cái thuật ngữ nào đó mà nó liên quan đến một cái bài viết ABC nào đó khác, thì các bạn cần dẫn link nội bộ sang bài viết đó để cho con bọ của Google sẽ đánh giá bài viết của bạn tốt hơn. Nó sẽ dễ hiểu hơn và chấm điểm SEO của bạn cao hơn. Về cái cụm từ khóa trong phần giới thiệu, thì khi viết bài ấy, thì cái đoạn văn đầu tiên là cái đoạn mở đầu ấy, thì phải chứa những từ khóa chính hoặc những từ khóa tương đương. Ví dụ như ở đây, mình có thể dùng từ khóa tương đương là nội dung chuẩn SEO. Đó là cái cách mà con bọ của công cụ tìm kiếm nhận diện ra nội dung của bài viết có đúng với cái tiêu đề và có đúng với cái từ khóa mà bạn cài đặt hay không. Nếu không đúng thì nó sẽ đánh giá bài viết của bạn là không đúng chủ đề và bị lan man. Tốt nhất ở cái đoạn đầu tiên thì phải chứa từ khóa ngay. Tiếp theo là nhóm từ khóa trong tiêu đề SEO. Thì cái tiêu đề SEO là gì? Thì nó chính là cái tiêu đề của bài viết hiển thị khi mà chúng ta search Google. Thì đây chính là cái tiêu đề của bài viết. Nó sẽ hiển thị ra khi mà chúng ta search Google. Và cái tiêu đề này thì cũng phải chứa từ khóa. Nôm na là cái tiêu đề thì cũng phải chứa từ khóa. Và cái tiêu đề của Tuấn hiện tại là cũng đang chưa chứa từ khóa. Chính vì vậy mà nó báo đỏ. Và chúng ta cần phải sửa lại cái tiêu đề chứa từ khóa. Nhưng mà các bạn phải lưu ý là các bạn đừng có cố nhồi nhét từ khóa vào tiêu đề nhé. Chúng ta phải viết nó một cách tự nhiên. Ví dụ với cái từ khóa là viết bài chuẩn SEO chẳng hạn, thì có một vài cái tiêu đề như là 10 bước viết bài chuẩn SEO, hay là 5 kỹ thuật viết bài chuẩn SEO, vân vân. Độ dài thẻ Meta. Ở đây là Tuấn đang không có thẻ Meta. Thì thẻ Meta là gì? Thẻ Meta chính là cái thẻ mô tả. Khi mà các bạn viết vào cái thẻ Meta này, các bạn viết đến đâu thì độ dài của nó sẽ chạy đến đó. Cái màu xanh sẽ thể hiện cái sự phù hợp, còn màu đỏ là nó sẽ thể hiện là quá dài. Ví dụ là và độ dài của thẻ Meta này nó sẽ giới hạn là 156 ký tự bao gồm cả dấu cách. Đây, nó đã xuống một dạng cao đây ạ. Thẻ Meta quá ngắn dưới 120 ký tự có thể lên tới 156 ký tự, nó bao gồm cả dấu cách các bạn ạ. Đây, ví dụ tôi copy. Đó, thế là màu xanh đúng không ạ? Khi mà các bạn search Google ấy, mà ra bài viết của mình ấy, thì người ta sẽ bắt đầu đọc từ đâu ạ? Người đọc hay là khách hàng của chúng ta sẽ đọc tiêu đề cộng phần mô tả. Nếu đúng nội dung thì họ sẽ kích vào bài viết họ quan tâm. Chính vì vậy cho nên mỗi một bài viết này, mỗi một trang này thì chúng ta cần phải có một cái mô tả riêng. Giống như là trong video trước, Tuấn đã hướng dẫn các bạn cài đặt và thiết lập cái công cụ JotSeo. Thì mình đã chia sẻ cho các bạn cái nội dung này rồi. Và bây giờ thì Tuấn và các bạn sẽ cùng nhau đi giải quyết từng cái vấn đề này một. Đầu tiên là đường dẫn ra ngoài trang. Đây. Ví dụ như là Tuấn sẽ dẫn được một cái đường link ra ngoài kênh YouTube nhé. Ví dụ là xem video tại đây chẳng hạn. Thì cái chữ tại đây này, Tuấn sẽ dẫn một cái đường link ra kênh YouTube đúng không ạ? Thì Tuấn sẽ dẫn cái đường link vào kênh YouTube của mình. Tuấn copy cái đường link này. Đúng không ạ? Tại đây
đúng không ạ, thêm hướng dẫn này, áp dụng, ok chưa ạ? Vậy là Tuấn đã thêm một cái đường link rồi, chúng ta xuống kiểm tra nhé. Đó, các bạn có thể thấy không ạ, các đường link dẫn ra ngoài trang rất tốt, nó đã chuyển xanh rồi. Tiếp tục là phần hình ảnh, không có hình ảnh nào xuất hiện trong trang, thêm một số đúng không ạ? Bây giờ thì Tuấn sẽ thêm hình ảnh nhé. Ví dụ Tuấn sẽ thêm hình ảnh nhé, Tuấn vào thêm media này, click vào đây, chèn vào bài viết, ok, mình kiểm tra xuống dưới nhé. Mình đã thấy báo xanh rồi đúng không ạ, hình ảnh công việc rất tốt. Tiếp theo là đường dẫn nội bộ, không có đường dẫn nội bộ nào trong trang, hãy thêm một số đường dẫn nội bộ tốt. Ví dụ thì bây giờ Tuấn sẽ thêm cái đường link trang chủ vào, ví dụ là trang vte.com chẳng hạn, được chưa ạ? Trang chủ vte.com. Vậy thì mình lấy đường link ở đâu? Mình sẽ lấy đường link ở phần trang này, mình sẽ vào mục trang chủ này, mình sẽ copy cái liên kết tĩnh này, copy này, mình vào đây các bạn, mình sẽ thêm cái đường link đúng không ạ, áp dụng, ok, mình kéo xuống dưới nhé. Các bạn thấy không ạ, các đường dẫn nội bộ này, ok, đã màu xanh rồi, bạn có đủ các đường dẫn nội bộ rất tốt. Thật ra thì không nhất thiết các bạn là phải làm 100% các việc trên, nhưng mà nếu các bạn làm đủ ấy thì điểm SEO của các bạn sẽ rất là cao. Sau này thì các bạn SEO các nội dung của website nó sẽ dễ hơn. Thì trong cái series hướng dẫn về SEO on page thì Tuấn sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn. Tiếp tục, cụm từ khóa trong phần giới thiệu như tôi đã chia sẻ đấy, cụm từ khóa của bạn hoặc từ đồng nghĩa của nó không xuất hiện trong đoạn văn đầu, hãy làm cho bài viết rõ ràng ngay. Bây giờ thì Tuấn sẽ bổ sung thêm một cái đoạn đầu tiên đúng không ạ? Nó chính là cái đoạn mở đầu của bài viết. Mình sẽ sửa là đây là bài viết hướng dẫn viết bài chuẩn SEO. SEO đúng không ạ? Thêm một chút nữa nhé. Bao gồm ví dụ như là 10 bước viết bài và 5 kỹ thuật tối ưu hóa bài viết chuẩn SEO chẳng hạn. Ví dụ như vậy, mình sẽ kiểm tra nhá. Đây, các bạn thấy không ạ? Cụm từ khóa trong phần giới thiệu rất tốt, đã chuyển xanh rồi. Tiếp theo, nhóm từ trong tiêu đề SEO, đại loại như là cái cụm từ là viết bài chuẩn SEO là phải xuất hiện ở trong cái tiêu đề SEO. Nghĩa là bây giờ Tuấn sẽ phải bổ sung cái từ khóa này trong cái phần tiêu đề. Bây giờ Tuấn sẽ sửa cái tiêu đề này là viết bài chuẩn SEO như thế là được không ạ? Giờ mình sẽ xuống kiểm tra nhá. Đó, nhóm từ trong tiêu đề SEO, ok rồi đúng không ạ? Làm tốt lắm, đã chuyển đỏ thành xanh rồi. Tiếp theo là cụm từ khóa trong mô tả meta. Mô tả meta đã có nhưng không chứa cụm từ khóa, hãy chỉnh sửa. Đây, thẻ meta đây. Ví dụ tôi sẽ viết là đây là bài viết hướng dẫn viết bài chuẩn SEO bao gồm 10 bước viết bài và 5 kỹ thuật tối ưu hóa bài viết. Hãy đăng ký ngay. Ví dụ như thế chẳng hạn. Các bạn thấy không ạ? Độ dài thẻ meta đã ok rồi. Lúc nào các bạn thấy nó hiển thị màu xanh này, nó ok về độ dài. Và thẻ mô tả cũng sẽ cần chứa từ khóa nữa, hoặc là từ khóa liên quan. Mình còn một cái mục cuối cùng là độ dài của bài viết thôi. Hiện tại độ dài của bài viết của mình đang chỉ chứa 39 từ và nó cần tối thiểu là 300 từ. Nghĩa là bài viết của mình đang rất là ngắn. Ở đây thì JotSeo đã đặt ra cho chúng ta một cái yêu cầu tối thiểu là một bài viết cần đạt ít nhất là 300 chữ. 300 chữ các bạn nhé. Sorry các bạn, nó là 300 chữ. Một bài viết tối thiểu là 300 chữ thì mới bắt đầu được đánh giá là một bài viết tốt. Còn bài viết càng dài thì sẽ được đánh giá càng ok. Thì trong quá trình mà viết nội dung thì các bạn có thể thuê người hoặc là các bạn tự viết làm sao có thể đáp ứng được cái yêu cầu độ dài tối thiểu là 300 chữ các bạn nhé. 300 chữ chứ không phải là 300 ký tự đâu ạ.